Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 phút. Sau rất nhiều sự cố gắng thì nhóm của Khoác Vũ Hạo cũng đã có thể chân chính tiến vào trận chung kết. Không ngoài dự đoán thì đối thủ của bọn họ là đội của Đới Hoa Bân. Không hổ là trận chung kết, vừa mới bắt đầu diễn biến đã vô cùng hấp dẫn. Sau một hồi giao chiến, khoảng cách hai bên đã được rút ngắn. Lần đầu giao chiến Vương Đông đã bị đánh lui, lúc này Đới Hoa Bân lại cố gắng tiếp cận rõ ràng đang chiếm ưu thế. Hoắc Phú Hạo và Vương Đông cũng đã nhận định trong tình huống chiến đấu thế này thì không thể ngay lập tức giải quyết Đái Hoa Bân. Vì thế mục tiêu thật sự của cả hai là Thu Nhã Khiết, thế nên cả hai mới bất chấp để Vương Đông không có Hạo Đông lực hỗ trợ mà tiếp mục kích của Đái Hoa Bân. Tất cả các hành động trên chỉ để kéo đối thủ vào lưới, chỉ cần Hoắc Phú Hạo thay đổi phương hướng của tinh thần tham chắc là Vương Đông lập tức tấn công. Thu Nhã Khiết chỉ là một đại hồn sư nên chắc chắn không thể ngăn được mục kích Điệp Thần Chi Quang mang theo Hạo Đông lực này. Tuy nhiên, cô nàng vẫn muốn liều mạng kéo theo Hoắc Vũ Hạo. Không ngờ, ở phút cuối cùng, hắn lại sử dụng quỷ ảnh mê tung để tránh né, khiến Thu Nhã Khiết sử xuất khổ vị châm, không thể tìm được mục tiêu chuẩn xác. Cũng vào lúc này, Điệp Thần Chi Quang của Vương Đông đã chút xuống, không chỉ đánh về phía cô bé mà còn chia ra một phần chiếu cố Đái Hoa Bân. Khi trọng tài mang theo Thu Nhã Khiết ra khỏi sàn thi đấu, thì bạch hổ hộ thân chướng của Đái Hoa Bân nhanh chóng vỡ vụn. Bên kia, Tiêu Tiêu cũng đã hoàn toàn tiến nhập trạng thái chiến đấu. Trong mắt các lão sư đang xem chiến đấu thì hiển nhiên là Tiêu Tiêu đã thắng rồi. Trong giới hồn sư, mẫn công hệ khắc khống chế hệ, thế mà Tiêu Tiêu bằng vũ hồn song sinh của mình có thể áp chế được Chu Lộ thì đã là chiếm thượng phong. Mà lúc này, Đái Hoa Bân vì muốn bảo đảm ưu thế về mặt công kích nên luôn luôn sử dụng kỹ năng bạch hổ kim cương của hồn hoàn ngàn năm, tiêu hao hồn lực cũng đã khiến hắn bắt đầu không chịu nổi. Bởi vậy, hung quang trong mắt gã lóe lên. Như hiểu ý, Chu Lộ cũng lập tức chạy lại gần hắn tiến hành võ hồn dung hợp kỹ. Rất nhanh, thân thể Đái Hoa Bân và Chu Lộ biến mất. Lúc này tại khu sát hạch chỉ còn một con bạch hổ thật lớn, thân thể bạch hổ to lớn, hai con ngươi trong mắt lạnh lùng nhìn ba người Hoắc Vũ Hạo. Các lão sư trên khán đài gần như ngừng thở, lão sư giám trận lại càng khẩn trương âm thầm chuẩn bị ra tay. Đái Hoa Bân và Chu Lộ có con bài chưa lật, ba người Hoắc Vũ Hạo sao lại không có? Đại đỉnh của Tiêu Tiêu lập tức lóe lên rồi rơi xuống trước mặt U Minh bạch hổ mang theo tiếng nổ đinh tai. Quất trọng khí, đỉnh chấn động, đây là tuyệt chiêu mạnh nhất của Tiêu Tiêu, tuy nhiên cũng chỉ có thể kiềm chế được đối phương trong vòng 1 giây. Nhưng tiếp theo lại là một cảnh khiến Tiêu Tiêu còn khiếp sợ hơn, một đoàn ánh sáng vàng kỳ dị bên cạnh cô bé vụt lên, khiến trong khoảnh khắc trước mắt, Tiêu Tiêu chỉ còn thấy một thứ duy nhất. Quang minh nữ thần diệp lại rực cháy dữ dội không ngừng thiêu đốt ánh vàng và lam, ngay khi U Linh bạch hổ tiến đến sát cả ba thì hai quang ảnh to lớn đã bắt đầu dung hợp. Quất trọng khí, đỉnh chấn động kiềm chế được U Minh bạch hổ một thời gian cũng vừa đủ để quang minh nữ thần điệp vung cánh ôm lấy Linh Mâu. Luồng ánh sáng này như một ngôi sao chổi quét ngang sân đấu, những nơi đó đi qua đều lưu lại những vệt sáng mơ hồ, rực rỡ. Viện trưởng Ngôn Thiểu Chất lúc này đã kinh ngạc đứng dậy, hai mắt tràn đầy vẻ khó tin, vị tiền viện trưởng Kêu Kiệt ngồi bên cạnh cũng giật mình không kém. Vũ hồn dung hợp kỹ đấu vũ hồn dung hợp kỹ, việc này cho dù là chiến đấu giữa các đệ tử cấp cao ở ngoài viện, thậm chí trong nội viện cũng rất ít khi xảy ra. Nhận thấy nguy hiểm, từ phía khán đài chủ nhiệm Đỗ Duy Luân vội vọt lên rồi xuất hiện tại vị trí mà hai vũ hồn dung hợp kỹ sắp va chạm. Lưng ông đỡ một chảo toàn lực của bạch hổ, phần thân trước lại đỡ lại cột sáng vàng kim đang chạm xuống. U Minh bạch hổ vốn vô cùng mạnh mẽ, nhưng sau khi đánh một chảo vào màn chắn lập tức nổ tung, sau đó thân thể Chu Lộ và Đái Hoa Bân theo tiếng nổ mà văng ra xa không thể đứng dậy. Phía bên kia cột sáng ba màu cũng nhạt dần, Linh Mâu hư ảo dần khép lại lộ ra Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông, cả hai không hề ngã xuống mà đều nhìn chăm chú về nơi hoàng kim lộ bị chặn đứng. Các lão sư quan chiến trên khán còn chưa kịp phản ứng, Ngôn Thiểu Chiết và Tiền Đa Đa đã vô cùng khiếp sợ. Thân thể phía trước của Đỗ Duy Luân như được nhuộm một màu vàng, nhìn qua như một pho tượng hoàng kim. Phía sau lưng hắn lại bị một chảo của U Minh bạch hổ phá rách y phục rồi để lại năm vết máu hằn sâu rõ rệt. Hồn đấu la có thể bị thương, lại còn bị các đệ tử tân sinh đánh bị thương. Đái Hoa Bân bị cưỡng đứng lên đỡ lấy Chu Lộ. Lúc này thôi, Nhã Khiết hưng phấn nhảy vào sân đấu hoan hô. Vẻ mặt Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông lại vô cùng buồn bã. Tuy cả hai không thấy vết thương sau lưng Đỗ Duy Luân, nhưng hành động của đối phương đã chứng tỏ cả hai đã thua. Giọng nói của Đỗ Duy Luân vang lên. Lúc này, thành viên hai bên cùng yên lặng tập trung nhìn ông. Các ngươi thật khiến người khác kinh ngạc, chỉ mới là đệ tử tân sinh lại có thể đạt đến trình độ này. Lúc nãy, ta đã tự mình cảm thụ uy lực từ vũ hồn dung hợp kỹ của cả hai. Lúc này ta tuyên bố, quán quân của kỳ sát hạch tân sinh này chính là đội của Hoắc Vũ Hạo. Không những mọi người mà ngay cả nhóm Hoắc Vũ Hạo cũng không dám tin người chiến thắng lại là mình. Phía khán đài rất nhiều người nghi ngờ quyết định này của vị lão sư kia. Tuy nhiên, câu trả lời giải thích cho nghi vấn của bọn họ sẽ có ở tập sau nha các bạn. Đến đây thì cũng hết tập 14 Đấu La Đại Lục 2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!